Các bạn thân mến, trong lập trình gia công CNC thì chúng ta cần thiết phải copy cái file gia công để đổ từ USB vào trong máy CNC. Hoặc ngược lại, cũng có lúc chúng ta cần phải copy cái file từ trên máy CNC để ra USB. Và trong video này, xin mời bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên gia hướng dẫn thao tác copy file chương trình từ USB vào máy CNC và ngược lại. Thì bây giờ cái việc cóp ấy, thì bây giờ thì chỉ cần bây giờ anh chọn cái chương trình để anh cóp. Chọn chương trình để cóp. Ví dụ em cóp cái này nhá. Ừ. Em nhấn copy này. Được chưa? Được rồi. Sau anh nhấn vào USB này. Được chưa? Được rồi. Sau anh paste nó vào này. Được chưa? Hình như xong rồi. À, đấy, nó loát tí. USB hơi nặng. Rồi, bây giờ anh có thể tìm cái file đấy là gông xi cái gì đúng không? Rồi. Đây. Đấy, gông xi đây, đúng rồi. Có trong USB rồi. Đây. Ừ, okay. Thế bây giờ muốn cóp lại. Cóp lại thì cắm USB bây vào. Giờ cắm USB vào. Chọn chương trình. Chọn một cái nào bất kỳ xong cóp ngược lại thôi. Đâu, copy đâu, copy đây. Đây rồi, copy đây. Copy. Được chưa? Copy này. Rồi, quay lại bộ nhớ này à. À, chạm NC này. Rồi, xong anh paste nó lại này. Paste. Nó báo là file này nó có sẵn rồi. Rồi, có muốn đè lên không? Không? Ừ. Ok. Nó đè đó. Thế thôi. Còn bình thường cái giao diện của nó là giao diện này. Rồi. Được chưa? Còn nếu mà anh vào cái trình đấy thì anh vào Program Manager này. Được chưa? Đây, ví dụ em muốn copy hết đúng không? Thì em ấn Mark All này. Được chưa? Đánh dấu tất cả. Copy này. Được chưa? Xong em quay lại USB này. Rồi, xong rồi dán vào đó. Xong paste. Nó ok, phản này có sẵn rồi, ok. Đấy, thế là xong. Rồi. Rồi, ok, được chưa? Là có rồi. Đây là chọn tắt đèn. Chọn tắt. Không, mình cũng chèn lên luôn. À. Được chưa? Rồi.